Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Truyền hình trực tuyến phòng bệnh do côn trùng đốt. Luyện tập thể thao tốt cho người mắc bệnh Parkinson. Uống trà có thể phòng bệnh tiểu đường. Lợi ích sức khỏe từ lá đu đủ. Thực phẩm giúp giảm căng thẳng hệ thần kinh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nhằm cung cấp cho mọi người những kiến thức mới nhất về cách phòng bệnh, phát hiện và điều trị các bệnh về da do côn trùng đốt, báo điện tử Sức khỏe và Đời sống tổ chức buổi tư vấn truyền hình trực tuyến phòng bệnh do côn trùng đốt vào 9 giờ 30 phút thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2017. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này có thể theo dõi chương trình phát trực tiếp trên website sứckhoedờisống.vn, trên kênh YouTube và fanpage của báo Sức khỏe và Đời sống. Khách mời tham dự chương trình gồm thầy thuốc ưu tú Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sáu, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương; nhà giáo ưu tú Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, nguyên giám đốc Trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai; Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, trưởng bộ môn nhi Trường Đại học Y Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể gửi câu hỏi về tòa soạn theo địa chỉ email ban điện tử sức khỏe đời sống a@gmail.com hoặc gọi theo số 04 662 1872 trong thời gian diễn ra chương trình. Người bệnh Parkinson tập thể dục mỗi ngày sẽ giảm được các triệu chứng run, cứng cơ, khó di chuyển do bệnh gây ra và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông tin trên trang runchantay.com. Các nhà nghiên cứu của Đại học Northwestern Chicago, Mỹ ghi nhận ở những người mắc bệnh Parkinson duy trì hoạt động thể chất thường xuyên có chất lượng sống tốt và nhanh nhẹn hơn so với những người không tham gia luyện tập. Bệnh tiến triển theo chiều hướng tốt ở những người luyện tập thường xuyên và điều này thực sự đã mang lại hiệu quả, làm chậm sự tiến triển của bệnh. Theo tiến sĩ Rafferty, ở những bệnh nhân mắc Parkinson nên chọn loại hình thể thao phù hợp ngay cả có những dấu hiệu tiến triển của bệnh. Việc dành thời gian để tập luyện thể dục mỗi ngày thông qua các bài tập phù hợp có thể giúp làm chậm tiến triển bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trà là đồ uống được sử dụng khá phổ biến và được đánh giá là có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, trong đó phải kể đến tác dụng phòng bệnh tiểu đường. Thông tin trên trang daitháodường.com. Thành phần tự nhiên được tìm thấy trong trà làm giảm đáng kể lượng glucose ở người trưởng thành, do vậy có thể phòng bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu cho rằng sử dụng trà có thể làm giảm đỉnh đường huyết thường do ăn đồ ăn vặt và đồ ăn ngọt. Vì vậy, quý vị và các bạn nên sử dụng nước trà xanh thường xuyên và điều độ sẽ giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường. Còn những bệnh nhân tiểu đường sử dụng loại nước uống này để giảm thiểu lượng đường huyết trong máu, hỗ trợ điều trị bệnh. Trên trang sứckhoegiadinh.com.vn đã đưa ra rất nhiều lợi ích cho sức khỏe khi uống nước lá đu đủ. Lá đu đủ rửa sạch đun sôi để nguội uống có những tác dụng như sau. 1. Hỗ trợ gan. Lá đu đủ giúp điều trị các vấn đề về gan khác nhau như xơ gan, ung thư gan và vàng da. 2. Sản sinh tiểu cầu. Lá đu đủ giúp kích thích sản sinh tiểu cầu. Đây là một trong những lợi ích quan trọng nhất của nó. 3. Hỗ trợ hệ tiêu hóa. Lá đu đủ giàu amylase, chymopapain, proteasa và papain giúp hỗ trợ hệ thống tiêu hóa. 4. Điều hòa kinh nguyệt. Uống nước này thường xuyên có thể làm giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt và cũng giúp cân bằng chu kỳ kinh nguyệt. 5. Uống nước lá đu đủ mỗi ngày giúp làm tăng mức năng lượng, chống lại sự mệt mỏi. 6. Lá đu đủ có chứa chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch và do đó có tác dụng bảo vệ tim mạch. Trang thầy thuốc của bạn.com đã đưa ra gợi ý về một số thực phẩm quý vị và các bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để phòng ngừa căng thẳng thần kinh và cải thiện tâm trạng như sau. Trà xanh chứa L-theanine là một axit amin có thể giúp giảm stress một cách tự nhiên và giúp bạn cảm thấy thư giãn. Chuối chứa magie, kali và vitamin B6 giúp làm dịu tâm trí và thư giãn. Chuối hỗ trợ sản sinh serotonin giúp cải thiện tâm trạng. Khoai lang chứa hàm lượng cao vitamin A, B, C. Đây cũng là một lựa chọn lành mạnh để giảm stress và giảm huyết áp. Rau chân vịt giúp phòng ngừa tổn thương thần kinh và hỗ trợ chức năng thần kinh. Sô-cô-la đen chứa các chất chống oxy hóa và nhiều khoáng chất hỗ trợ giải phóng dopamine giúp cải thiện tâm trạng, mang lại cho bạn cảm giác hưng phấn vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, kháng sinh là thuốc bị làm giả nhiều nhất. Lưu ý cho người bệnh ung thư khi dùng thực phẩm chức năng, đau bụng nhiều, triệu chứng bệnh sốt xuất huyết, phòng tránh khô mắt qua chế độ ăn uống sinh hoạt, tác dụng chữa ung thư của cây dừa cạn.
Đó là những nội dung sẽ có trong mục thông tin sức khỏe ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn tới đây chúng tôi xin kết thúc mục thông tin sức khỏe hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.